Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Lưu Piano, một kênh YouTube chuyên biệt về hướng dẫn học đàn piano cho những quý vị lớn tuổi. Trong cái chuỗi video về học đệm hát vỡ lòng piano, bài tiếp theo ngày hôm nay, trong cái video này tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị, hướng dẫn quý vị cách đệm hát một cái ca khúc rất là hay, bài hát Quê hương tuổi thơ tôi. Thì như ở những cái video trước, quý vị đã bắt đầu từ cái đơn giản nhất, từ bài nhạc đơn giản nhất đến tăng dần độ khó, thì bài hôm nay cũng thế. Bài này khó hơn một chút thôi, nhưng tôi sẽ hướng dẫn theo quý vị theo cái cách dễ nhất. Như quý vị đang theo dõi trên bản nhạc, bài này được viết ở giọng son trưởng. Thì một nguyên tắc trước khi quý vị đệm hát, quý vị phải nắm được các hợp âm trong một giọng. Thì trong mỗi một ca khúc thì tôi chỉ hướng dẫn 6 hợp âm cơ bản, chứ không dùng những hợp âm khó, để làm sao cho quý vị quen dần từng cái giọng khác nhau. Và quý vị sẽ làm quen ở các cái giọng hát khác nhau, bởi vì mỗi một giọng, một bài hát người ta viết ở một giọng thì nó sẽ có một cái giá trị riêng, cái tầm cữ âm vực và cái độ hay riêng của bài hát đó. Ở giọng son trưởng chúng ta sẽ có những hợp âm như sau. Đầu tiên là son trưởng, gồm 3 nốt là sòn, si, rê. Hợp âm tiếp theo là âm si thứ, gồm 3 nốt là xì, rê, pha, thăng. Đó. Hợp tiếp theo là âm đô trưởng, đô, mi, son. Tiếp theo hợp âm rê trưởng, rê, pha, thăng, la. Tiếp theo hợp âm la thứ, là, đô, mi. Hợp âm tiếp theo là âm mi thứ, mi, son, si. Đó, rất đơn giản đúng không quý vị? Như vậy chúng ta có thể tổng kết lại là son trưởng là một này, đô trưởng này, rê trưởng này, mi thứ này, la thứ này, si thứ. Đó, thứ tự xuất hiện của 6 âm, 3 âm trưởng, son, đô, rê trưởng, 3 âm thứ, mi, la, si. Quý vị lưu ý nhá, chỉ bằng đấy hợp âm thôi. Nếu quý vị là chưa quen, quý vị phải tập trước từng hợp âm. Để quý vị nắm được các hợp âm, bởi vì cái hợp âm đó là cái chất liệu để quý vị đệm được hát trên đàn piano. Nếu quý vị không biết chơi hợp âm thì sẽ rất khó. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn từng câu một để giúp cho quý vị tập và hát theo quý vị nhé. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị theo một cái âm hình đệm rất là hay, tuy nhiên nó hơi khó một chút nhưng quý vị tập là sẽ được. Đó là đệm theo kiểu nhịp 6-8. Đầu tiên hợp âm son trưởng quý vị nhìn này, son. Hợp âm son trưởng có 3 nốt là son, si, rê. Thì quý vị bấm với tôi là son, rê, son. Đó, và tay bên này là 3 nốt còn lại thì đúng ra là son, si, rê, thì chúng ta sẽ bấm là si, rê, son. Chúng ta bấm các cái nốt trong hợp âm đó là được. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre. Đó, sang hợp âm si thứ thì quý vị lại tiếp tục là hợp âm si thứ của ba nốt là xì, rê, pha, thăng, thì chúng ta sẽ bấm là xì, pha, thăng, si. Bên này là rê, pha, thăng, si. Nó chỉ là thể đảo các cái nốt trong hợp âm, quý vị lưu ý nhé. Và chúng ta vẫn đánh là 6 nốt, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Cái bài này người ta đệm hát theo cái tiết điệu của nhịp slow rock quý vị nhé, là 6 6 8 đấy, thì nghe nó sẽ rất dễ chịu. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre. Chưa, chỉ hai âm thôi quý vị. Quý vị làm quen phần đầu tiên. Quý vị lưu ý là quý vị cứ tập từng ô nhịp một. Đừng nhìn vào cả bài, đừng cảm thấy sợ, mà cứ nhìn vào từng dòng một thôi, như tôi đang hiện ở trên màn hình. Thì quý vị sẽ thấy nó đơn giản, và cứ dần 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 thì sau đó quý vị sẽ tập hết cả bài. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre. Rồi, đấy là hai âm nhịp đầu tiên, hai âm đầu tiên. Chúng ta tiếp theo này. Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Như vậy quý vị thấy rằng ở đây có hợp âm đô trưởng, đô, sòn, đô. Bên này là tay bên phải là mì, sòn, đô. Tiếp theo âm rê trưởng là rê, la, rê. Bên này là pha thăng, la, rê. Đô trưởng, rê trưởng. Chỗ này quý vị lưu ý một chút này, không nhiều quý vị chưa quen, quý vị sẽ bị sai nhịp chỗ này này. Tôi yêu quê tôi xanh xanh xanh, nó rơi vào chữ này này, xanh 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 lũy tre đó. Tôi yêu quê tôi xanh 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 lũy tre, tre vào si. Quê quê hương tuổi thơ, đi đi, cái chữ đi vào đây này, đi qua, đi qua đời tôi. Đường à, như vậy thường là cái chu kỳ của cái bài hát này là cái câu tiếp theo nó sẽ vào cái nốt này, nốt thứ ba này. Thơ đi, đi qua đời tôi. Đường đấy, đường nó vào tiếp đây quý vị nhé. Quý vị lưu ý nó có cái chu kỳ của nó, bởi vì những cái này nó rất là nhỏ thôi, nhưng nếu như mà tôi không hướng dẫn cụ thể chi tiết như thế này thì quý vị sẽ làm sẽ bị sai, và khi quý vị hát thì có thể là nó vào bị sai cái hợp âm, nghe nó không đúng. Tôi yêu quê tôi xanh xanh, vào đây này, xanh xanh lũy tre quê đấy, nó sẽ vào cái nốt này bên này quý vị nhé. Cái chữ tiếp theo của nó sẽ vào bên này nhé. Quê hương, quê quê hương tuổi thơ, đi qua đó, lại vào đây rồi, đi qua, đi qua đời tôi. Đường, đường vào đây, về hình dung chưa ạ? Rồi chúng ta tiếp theo nhé. Đường làng quanh co sông thu êm đềm, mỗi một cái câu này chúng ta sẽ có hai hợp âm. Đường làng quanh co với đô trưởng, như vậy chúng ta đã được 4 hợp âm rồi. Thì nếu như quý vị chưa quen, quý vị lại hát lại từ đầu. Tôi dạy, tôi hướng dẫn quý vị thì nhanh, bởi vì tôi không kéo dài quá, nó lên đến mấy tiếng một video thì nó dài quá. Nhưng khi quý vị tập thì quý vị lưu ý, quý vị để cái iPad hoặc cái điện thoại ở trên cái giá để bản nhạc này. Và khi nào quý vị tập, quý vị nhớ tắt cái chế độ độ sáng màn hình đi, mấy phút đi mà quý vị để không tắt độ sáng, để quý vị đang tập xong quý vị ấn vào pause trên màn hình quý vị nhé. Câu tiếp theo. Đường làng, đường, đường làng quanh co sông thu êm đềm. Quanh co là về đô trưởng, đồ giòn đô, mì giòn đô, sông thu êm đềm về la thứ là mì la, đồ mì la. Đường làng quanh co sông thu êm đềm, thà diều bắt đó. Hai câu đầu tiên, đường làng quanh co sông thu êm đềm, la thứ. Tiếp theo, thà diều bắt mong nắng cháy giữa đồng. À, chỗ này quý vị thấy là tôi để hai hợp âm liền nhau. Bóng này, bóng là pha này, là rê trưởng này. Bóng, nắng, nắng một cái chúng ta, cái chữ nắng là về hợp âm đô trưởng. Nắng cháy giữa đồng, đồng là về rê trưởng. Thà diều bắt bóng, nắng cháy giữa đồng. Được chưa? Đó. Đường làng quanh co sông thu êm đềm. Đó, sau đó vào thả diều bắt bóng này. Thả diều bắt bóng, nắng cháy giữa đồng. Đó, hết một câu rồi. Tiếp theo này, biển trời mênh mông, tôi bơi ngày ấy. Biển trời mênh mông, tôi bơi ngày ấy. Nó theo một cái chu kỳ quý vị ạ, rất đơn giản thôi, lại sang son trưởng. Biển, nếu như quý vị vào bị sai cao độ thì quý vị có thể ấn một nút này là rê, rê, son, si, si, đánh một cái giai điệu của nó để quý vị vào hát đúng cao độ của nó là ok.
Biển trời mênh mông, biển trời mênh mông, tôi với ngày ấy. Đó, ai ở nhịp? Biển trời mênh mông, tôi với ngày ấy. Tiếng tu hù gọi, thấy nhớ biết bao. Tiếng xi son re là tiếng tu hù gọi về là thứ thấy nhớ biết bao. Rồi đến đây thì quý vị lại tiếp tục quay lại, nó lặp lại cái câu chuyện trên. Tôi xa quê thương bao, tôi xa quê hương, tôi xa quê hương bao năm tháng qua. Ta tiếp tục như trên, nhưng trong trái tim về đô trưởng không bao giờ xa với lê trưởng này. Tiếp theo này, lời mẹ ru con đô trưởng này, hiu hiu chưa hè là thứ mùa lụt nước lũ lê trưởng này, bắt cá giữa đường. Đến đây lại tiếp theo giống như cái chỗ biển trời mênh mông, kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy. Đó là tiếp theo này, biết đâu tìm lại, biết đâu mà rồi. Như vậy cả một cái đoạn rất là dài là một câu, sau đó lại lặp lại, nó gọi là một cái đoạn đi lặp lại cái đoạn đó, thì quý vị chỉ cần chơi một đoạn trên là quý vị có chơi được rồi, đoạn dưới được rồi, chẳng qua cái lời ca nó khác một chút thôi. Và bây giờ ta sẽ vào cái phần điệp khúc, sau đó là hết bài thôi. Ngày ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, từ cái chỗ ngày ấy đâu rồi chúng ta thấy có quý vị thấy hợp âm son trưởng này. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, à nó sẽ nhanh hơn một chút. Ngày ấy đâu rồi, ngày ngày vào nút này này. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cái rồi thứ hai vào đồng hồ âm mi thứ. Ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại. À cái phần điệp khúc này nó hát liên tục quý vị nhá, nó không đánh hai lần như phần trình bày nữa. Ngày ấy đâu rồi, son trưởng này, ngày ấy đâu rồi, mi thứ này, cho tôi tìm lại đô trưởng một ngày âu thơ si thứ, cho tôi tìm lại với la thứ này, cho tìm lại cho tôi một ngày về đây trưởng, cho tôi tìm lại la thứ này, cho tôi một ngày về đây trưởng. Rồi lại lặp lại câu đấy tiếp. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, vẫn như thế, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ với xê thứ một, cho tôi tìm tìm lại, bắt đầu giữ lại này, lại một ngày âu thơ, những câu chuyện chuyện cổ với la thứ này. Cổ mẹ kể năm nào. Đó, như vậy là hết bài đấy quý vị ạ. Thực ra thì quý vị chơi nhiều, đều hát nhiều, quý vị thấy có một cái nguyên lý, nguyên tắc trong ca khúc, đó là cái sự lặp lại về giai điệu, tiết tấu và chỉ thay đổi về lời ca để tạo nên một cái sự mới mẻ. Đó, đấy là cái nguyên lý. Chính vì thế một cái bài hát có thể cả một trang, nhưng quý vị chỉ cần chơi được nửa trang là coi như hết bài rồi. Ngày ấy đâu rồi, đã đi đi đi, đã đã đã.
hay không quý vị? Đó, chỉ như vậy thôi là đã xong ca khúc rồi. Và tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi của những quý vị lớn tuổi sau khi tôi đã hướng dẫn ba cái video về đệm hát vỡ lòng piano, thì có những quý vị chưa hát bao giờ, chưa đệm đàn bao giờ và đã bắt đầu tự đệm hát và tự đệm đàn cho mình, thì quý vị sẽ thấy rất thú vị. Vâng, và đúng là như thế quý vị ạ. Cái điều này tôi khẳng định với quý vị luôn, mà khi quý vị vừa chơi đàn, quý vị vừa hát, có thể quý vị chưa hát cho anh nghe, nhưng sau khi chơi xong và hát, quý vị sẽ cảm thấy thích thú vô cùng. Đó là một món quà dành cho quý vị, và quý vị chưa chia sẻ với ai nhưng nó sẽ rất là hay. Bản thân quý vị sẽ cảm thấy cái điều đó, cái điều này rất là hay, nó rất là vi diệu trong âm nhạc, nó một cái sự sung sướng, một cái sự thích thú rất hay, là cảm giác như quý vị đã làm được một cái điều nó rất là khó. Bởi vì tôi phải thưa quý vị rằng chơi đàn là một việc khó rồi, nhưng vừa chơi đàn vừa hát lại còn khó vô cùng quý vị nhé. Bởi vì khi chơi đàn và hát ấy, quý vị là vừa phải hát nhớ lời giai điệu này, sau đó tay là phải đánh hợp âm này, nó khó lắm quý vị ạ. Cho nên là những cái ca sĩ mà quý vị thấy rằng vừa chơi đàn vừa hát rất hiếm, thường là những người chỉ có hát thôi hoặc là những người chơi đàn thôi, còn ca sĩ vừa chơi đàn vừa hát thì không nhiều đâu, bởi vì nó là điều khó. Mà khó như thế mà quý vị đã làm được thì quý vị quá siêu rồi, đúng không ạ? Đó, thế thì sau khi tập đi tập lại cái bài này rồi, nếu như quý vị chưa nhớ được thì quý vị có thể ghi ra theo cách hiểu của quý vị. Cái bản nhạc này tôi sẽ lại tiếp tục đưa lên ở trên cái website tuấnlưupiano.com trong cái phần ca khúc, để quý vị có thể in tải về, quý vị in ra để quý vị tập, hoặc quý vị có thể xem trực tiếp ở trên màn hình của iPad hoặc điện thoại. Tôi nghĩ là một cái iPad thì sẽ hợp lý hơn, bởi vì nhìn điện thoại nó bé quá, làm cho mắt quý vị nhìn nó sẽ khó. Nhưng quý vị cứ sắm cho tôi một cái iPad, quý vị mua một cái iPad cũ của hãng Apple, bây giờ người ta bán nhiều lắm, trên mạng bán nhiều lắm, trên TikTok. Nó chỉ mấy triệu thôi nhưng mà rất là giá trị, để quý vị để ở đây quý vị tập đàn piano rất là hay. Thế vậy sau khi quý vị chơi tập ok bài này rồi thì chúng ta bắt đầu vào hát, thì chúng ta sẽ có thể chơi một cái câu nhạc intro. Tôi yêu quê tôi. Quý vị lưu ý trước khi đệm một bài thì quý vị bao giờ cũng phải chơi cái giai điệu của nó một vài câu để quý vị nắm được cái cao độ của nó. Ví dụ ở đây là re 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 mi re. Tôi yêu quê tôi. Xanh xanh lũy tre. Thì quý vị chơi một câu nhạc intro đơn giản thôi. Quý vị có thể chơi như này. Tôi yêu quê tôi. À, hợp âm son trưởng nhé. Son, son, re, son, si, re, son, re, son, si, re, son sang re trưởng. Re là re, fa là re là re, fa là re. Giải này, re, fa thăng là re. Tôi yêu quê tôi. Xanh xanh lũy tre. Thấy bạn rất đơn giản, một câu intro như vậy thôi. Hoặc nếu vào hát quý vị chơi luôn hợp âm son trưởng này. Son, re, son, si, re, son. Tôi yêu quê tôi. Xanh xanh lũy tre. Đó, cũng là một câu intro. Intro có nghĩa là gì? Intro là bấm một hợp âm hoặc là có tiết tấu tốc độ để mình để cho người hát, người ta biết, người ta vào, người ta hát thôi. Còn nếu khó hơn một chút, ví dụ như tôi thì mức độ chơi đàn chuyên nghiệp thì tôi có thể câu dạo nó dài hơn một chút và nó hay hơn một chút. Quý vị có thể nghe nhé. Tôi có thể nghĩ ra một câu dạo khác. Đó,
Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre. Quý vị các bạn rất là hay. Tôi có thể nghĩ ra một lúc chắc khoảng đến cả 50 câu dạo cũng được, bởi vì nó đánh rất là phong phú. Tuy nhiên để chơi được như thế thì lại phải có cái kỹ năng chơi nó quen, quen trên đàn thì mới biên soạn được một cách ngẫu hứng như vậy quý vị ạ. Quý vị mới đầu thì quý vị cứ tập đơn giản là thôi. Chúng ta đang học những cái bài vỡ lòng đệm hát piano thì như thế này là quý vị chơi được đã là giỏi lắm rồi. Cho nên quý vị chưa cần phải chơi khó làm gì. Đó. Thế thì để chơi được bài này thì quý vị cứ đệm đi đệm lại, hát đi hát lại, quý vị cứ làm đi, quý vị cứ hát đi. Quý vị hát mà không cho ai nghe cũng được, một mình quý vị nghe thôi. Sau này quý vị hát thấy tốt rồi, quý vị có thể quay video để tặng cho người thân bạn bè của quý vị, tôi tin rằng nó sẽ rất hay. Có thể quý vị hát không được chuyên nghiệp, nhưng mà cái âm nhạc của quý vị là những người nghiệp dư, nhưng quý vị chơi theo cách chuyên nghiệp thì đấy là điều tuyệt vời. Quý vị đừng ngại quý vị nhé. Hy vọng rằng sau khi xem xong cái video này sẽ giúp ích cho quý vị, làm cho quý vị thêm một nguồn cảm hứng nữa khi quý vị đệm hát, tự đệm, tự hát cái bài Quê hương tuổi thơ tôi, một ca khúc rất là hay. Nó sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều niềm cảm hứng chơi đàn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video bổ ích tiếp theo của Tuấn Lưu Piano. Tuấn Lưu Piano, kho đàn chuyên piano cơ lớn nhất miền Bắc. Không cam kết bán đàn piano cơ giá rẻ nhất, nhưng chúng tôi cam kết bán đàn piano cơ đã qua sử dụng từ Nhật Bản, có chất lượng tốt nhất. Nếu quý vị có nhu cầu cần tìm hiểu về những cây đàn piano cơ sản xuất tại Nhật Bản cho con em mình được học tập hay là mua cho chính quý vị chơi, xin mời quý vị hãy liên hệ với Tuấn Lưu Piano. Chúng tôi làm kho đàn, chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về. Chúng tôi vừa bán buôn, bán lẻ. Và khi quý vị mua đàn, chúng tôi sẽ lựa chọn cho quý vị những cây đàn có chất lượng còn tốt nhất. Chúng tôi tự tin với điều đó bởi vì chúng tôi là những người học nhiều năm về đàn piano. Chúng tôi là những thợ kỹ thuật bậc cao, là những chuyên gia về đàn piano cơ đã được các chuyên gia Nhật đào tạo. Chúng tôi không cần phải một bên thứ ba hay và dựa vào một cái tờ giấy nào để nói về chất lượng của từng cây đàn, mà khi cây đàn về Việt Nam, chính chúng tôi sẽ là những người thẩm định, là những người test trực tiếp những cây đàn để chọn ra những cây đàn có chất lượng tốt nhất bán lẻ cho quý vị. Chính vì thế quý vị hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng ở Tuấn Lưu Piano. Quý vị không cần phải nhờ ai đến xem đàn, mà chúng tôi sẽ tư vấn giúp cho quý vị có những nhận định, những hiểu biết về những cây đàn piano cơ được sản xuất tại Nhật Bản, và từ đó giúp cho quý vị đưa ra cái quyết định mua những cây đàn có chất lượng tốt nhất với giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình nhà quý vị định đầu tư. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của Tuấn Lưu Piano.